Hello, xin chào mọi người nha. Thì hôm nay Vũ tiếp tục chia sẻ với mọi người là về vấn đề pha nhớt nha mọi người. Thì hôm trước Vũ có chia sẻ với mọi người là về vấn đề là mình nghe tiếng máy cưa, mình nổ máy, mình nghe tiếng để mình nhận biết là nó thiếu xăng hay là thiếu gió. Thì không biết mọi người có thực hiện được hay không? Thì bác nào mà thực hiện được rồi á thì nhớ comment hay là bình luận ở phần bên dưới cho Vũ biết nha. Rồi, thì hôm nay Vũ chia sẻ với mọi người về vấn đề pha nhớt nha mọi người. Thì lúc trước á Vũ có làm một video chia sẻ với mọi người là về cách pha nhớt đúng cách. Thì một chai nhớt như thế này á, Vũ chia sẻ với mọi người là pha 30 lít nha mọi người. Nhưng mà theo chỉ định của nhà sản xuất á, thì người ta là chỉ định mình là pha 1 lít nhớt như thế này, là pha với 50 lít xăng. Nhưng mà Vũ á, thì Vũ chia sẻ với mọi người là 1 lít nhớt như thế này là mình có thể pha từ 30 hoặc là 28 đến 30 lít nha mọi người. Đấy, thì nhớt đấy thì nhớt nhớt hũ nha mọi người, nhớt hũ hai nắp. Thì tính cũng vậy, thì Actin nó có hai loại, một loại nhựa Actin một nắp và một nhựa Actin hai nắp như thế này. Thì nếu như mà bác nào mà xài ít á mà mua Actin á thì mọi người nên sử dụng mua nhựa hai nắp nha mọi người. Vì nhựa hai nắp này nó có cái hộc này, mình sử dụng ít á, ví dụ mỗi lần mình phá thì mình phá một một hộc như thế này nha mọi người. Một hộc như thế này là 3 lít xăng đấy. Thì một chai 1 lít này thì là 1000 ml, thì một hộp này là 100 ml. Thì là mình pha một hộp như thế này là 3 lít xăng đấy. Còn về vấn đề tại sao Vũ chia sẻ cho mọi người là 1 lít nhớt mình pha 30 lít xăng đây, thì nói có chất thì mách có chứng nha mọi người. Thì đây là một cuốn sách hướng dẫn sử dụng cửa ép tính nha mọi người, và tập 2 đấy. Thì ở trong này người ta tất cả các chi tiết đều người ta đều có chỉ cho mình nha mọi người đấy, từ nắp nhớt này tới cách cưa hoặc là cách hạ cây, cách mở mật, rồi cách dùa, cách chỉnh xăng, và các thống kê tổng hợp của máy nha mọi người, thì nó đều có ở trong cuốn sách này đấy. Thì máy nào mà nếu như bác nào mà đập hung á thì nó sẽ có cuốn sách mới như thế này nha mọi người đấy. Và hôm nay thì Vũ muốn chia sẻ với mọi người là về cái thông số kỹ thuật của máy nha mọi người đây. Đấy thì đây là thông số của nó này đấy. Đây thì nó viết toàn tiếng Anh không nha mọi người, nhưng mà ý là hồi nãy Vũ có nhờ chị Google á, Vũ nhờ chị Google dịch, thì là chị dịch á là cái này á là cc là dung tích nha mọi người, dung tích là 72,2 cc đấy, là dân cho con máy tin 382 của Vũ này. Nồng thì 52 ml, hành trình diễn nha mọi người, hành trình diễn là hành trình từ điểm thấp nhất của bít tông mà lên đến điểm cao nhất của bít tông là 34 cm, 34 mm nha mọi người đấy. Và công suất là tính bằng mã lực cho mọi người, thì là 3,9 3,9 mã lực là nó chạy ở tốc độ là 9.500 vòng một phút đấy, là 9.500, nó chạy với tốc độ không tải nha mọi người. Tốc độ không tải là 9.500 vòng một phút là nó sẽ sinh ra là 3,9 mã lực nha mọi người đấy, hay là mô bánh xoắn hay gì đó. Còn ở dưới này á là gang ti, thì gang ti là nó chạy ở tốc độ là 2.800 vòng một phút, là có nghĩa là nếu như mà máy máy nào mà chạy 2.800 vòng một phút đó là máy đó gang ti là ổn định nha mọi người đấy, là nó không mất bị mất gang ti hay là nó gang ti nó lớn, thì là nó chạy ở tốc độ là 2.800 vòng một phút. Nếu như mà mình muốn biết rõ cái máy máy của mình á đang chạy tốc độ cao nhất và tốc độ gang ti như thế nào thì mình phải có một một cái máy để mình đo lửa nha mọi người. Mà ở video trước thì Vũ chia sẻ mọi người là cái máy nó có một sợi dây nó kẹp vào cái trục bugi ở trên này
và khi mình nổ máy lên thì nó sẽ đo được, nó đo lửa và nó sẽ biết được là máy mình chạy ở bao nhiêu vòng một phút nha mọi người. Còn ở dưới này thì là tốc độ cho phép tối đa là 11.681 vòng một phút đấy, thì nó tính là một phút nha mọi người, một phút là chạy bao nhiêu nghìn vòng đấy. Rồi thì vừa nãy thì vừa Vũ vừa nói cái thông số kỹ thuật của nó. Rồi, bây giờ quay lại vấn đề là tại sao là Vũ chia sẻ với mọi người là một một lít nhất mình phá 30 lít xăng đấy. Thì theo cái sách hướng dẫn này á, thì ở bên công ty bên nước ngoài á, người ta sản xuất ra máy thì người ta định mức cho mình á, là chín tới là 9.500 vòng một phút là tốc độ trung bình nha mọi người, là cho phép, được cho phép nha mọi người là 9.500 vòng một phút. Thì người ta là sản xuất ra nhất đấy, người ta đã tính toán rồi thì là người ta cho phép mình pha một lít chín nhất như thế này là 50 lít xăng, nhưng mà với điều kiện là mình chín ở 9.500 vòng một phút là pha như thế là được đấy, hoặc là mình pha 45 lít xăng cho một lít nhất đấy là ok nha mọi người. Nhưng mà là ở đấy ở mình đấy, ở Việt Nam mình á, thì ở chỗ mọi người á, mọi người chỉnh máy như thế nào thì Vũ không biết, nhưng mà ở đa số ở Vũ đấy á, mà cửa tram á, thì đa số là chỉnh máy là phải trên 13.000 vòng nha mọi người, phải cho nó lên đạt được tốc độ là 13.000 vòng thì là mình cửa nó mới ngọt, nó mới nhanh được nha mọi người đấy. Thì là nhà sản xuất cho phép 9.500 nhưng mà mình chỉnh đến gần 14.000 đấy, thì nó hơn là từ 9.500 mà tới 14.000 là phải 3.000 4.500 nhầm mọi người, 4.500 vòng, 4.500 vòng một phút đấy, thì một phút nó hơn tới 4.000 là mình lấy 4.000 thôi cho mình bỏ 500 vào đấy. Thì là nếu như mà mình phá một lít nhớt như thế này mà cho 50 lít xăng á, thì là nhớt quậy cho mọi người không đủ để bôi trơn đấy. Mọi người cứ nghĩ đi, mà một phút mà nó nhanh hơn là 4.000 vòng thì là tốc độ nó chạy là sẽ như thế nào, nhưng mà với lượng nhớt mà mình phá một trái như thế này á mà đến 50 lít xăng thì là lượng nhớt quá ít, không đủ để bôi trơn, thì mình cưa lâu ngày thì nó sẽ sinh ra là các kiểu xước, xước nông xếp bạt rồi nha mọi người, không đảm bảo được làm máy đấy. Và ở dưới này á, là tốc độ giới hạn là 11.681 vòng trên một phút đấy, là cái tốc độ này là tính, nói chung là nó đạt tới ngang đây là nói chung là nó không bảo hành máy cho mình đâu nha mọi người. Khi là mình nó bán máy mới cho mình á, thì nó có thể bảo hành cho mình 6 tháng đấy, mà nếu như mà nó chỉ cho phép đạt tốc độ tới 11.681 vòng một phút thôi, nhưng mà mình sẽ chỉnh mà nó quá cái này á, mà nếu như máy có trục trặc gì á thì nó sẽ không chịu trách nhiệm nha mọi người đấy. Bởi vậy một khi mà người ta sản xuất ra máy á, thì nếu như mà người ta bảo hành cho mình á, thì người ta phải giới hạn cái tốc độ hoặc là cái mức sử dụng của mình đấy. Thì giống như xe máy thì mọi người cũng biết á, nhiều chiếc xe mà người ta bảo hành á thì người ta sẽ hạ ECU, không cho xe nó chạy hết tốc độ của nó được, nên người ta mới bảo giảm bảo hành cho mình. Chứ mà người ta bảo hành mà người ta cho mình chạy hết thì nó hư thì làm sao mà người ta bảo hành được đấy. Cho nên á, Vũ chia sẻ với mọi người một lít xăng, một lít nhớt mà phá cho 30 lít xăng là đúng nha mọi người, vì là người ta chỉ cho phép mình là chạy 9.500 mà mình chỉnh tới 14.000 thì là tất nhiên là mình phải phá nhiều nhớt lên để cho nó phù hợp với là cái tốc độ nó chạy nha mọi người, để đảm bảo để đảm bảo được máy là sử dụng lâu dài nha mọi người đấy. Thì ở đấy thì là nó toàn tiếng Anh lắm, nhưng mà Vũ thì Vũ có nhờ chị Google dịch thì dịch ra thì nãy Vũ đọc, chị dịch ra thì nãy giờ Vũ đọc cho mọi người cùng xem đó, nếu như mà bác nào không tin thì có thể dịch lại nha mọi người, có thể dịch lại hoặc là am hiểu về tiếng Anh đó thì có thể dịch lại chỉnh sửa lại nha mọi người. Đấy, thì ở cái cuốn sách này thì nó chia sẻ rất là nhiều nha mọi người, nhưng mà mình không rành tiếng Anh, mình không biết nên là mình không hiểu được nhiều lắm đấy. Nó chia sẻ từng cái một chi tiết trên máy là
cái gì là nó chia sẻ rất là nhiều nha mọi người. Đấy, cái gì nó cũng có chữ ký của ông tổng giám đốc máy cửa Etin này. Đấy, chữ ký đẹp nha mọi người. À, Vũ thì hôm nay Vũ chia sẻ với mọi người để thấy cho mọi người. À, nếu như mọi người xem video thấy hay thì cho Vũ xin một like và một subscribe đăng ký nha. Đấy, xin chào toàn thể mọi người nha.